kính chào quý vị và các bạn. Và chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là thời khắc giao thừa sẽ tới. Và thời tiết cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên hầu khắp cả nước tổ chức các hoạt động vui chơi cũng như là xem bắn pháo hoa chào mừng năm mới Ất Mùi. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết sẽ còn ổn định trong những ngày Tết cổ truyền. Cụ thể, người dân các tỉnh Bắc Bộ được đón một cái Tết cổ truyền khá ấm áp do khu vực nằm ở rìa Tây Nam của khối không khí lạnh suy yếu. Cùng với đó là sự mở rộng dần của một vùng thấp từ phía Tây, nên nền nhiệt tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng dần trong những ngày đầu năm mới. Mức nhiệt vào thời điểm trưa chiều sẽ dao động trong khoảng 22 cho đến 25 độ. Tuy nhiên, do sự tranh chấp của hai khối khí nóng và lạnh nên thời tiết ở khu vực vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù kèm theo mưa nhỏ rải rác, đặc biệt là trong các ngày 20, ngày 21, tức là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết thì ban ngày thời tiết khô ráo hơn, có lúc hửng sáng và sẽ thuận lợi cho chúng ta du xuân chúc Tết. Riêng với các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh như khu vực Lai Châu, Điện Biên thì do không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và cũng là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp nóng thì nền nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao hơn, phổ biến từ 25 cho đến 27 độ, có nơi đạt trên mức này như là tại Mường Tè Lai Châu, Mường Lai Điện Biên hay là tại Sông Mã của Sơn La. Thời tiết dường như khá chiều lòng người, do vậy những ai có ý định đi chơi trong những ngày nghỉ lễ Tết thì những địa điểm như là tại Sapa, Mộc Châu, Hà Giang hay là tại Vịnh Hạ Long sẽ là những điểm đến lý tưởng ở khu vực Bắc Bộ. Chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm phong cảnh của núi rừng hay thưởng thức chiêm ngưỡng phong tục đón Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các lễ hội độc đáo của người dân vùng núi hay cảm nhận nét quyến rũ lạ lùng của biển trời ngày xuân tại miền biển Hạ Long. Đến với không khí mùa xuân tại các tỉnh duyên hải miền Trung thì ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết khá thuận lợi trong những ngày sắp tới. Như đã phân tích ở trên thì sự phát triển của vùng thấp phía Tây và sự suy yếu của khối khí lạnh chính là nguyên nhân gây tăng nhiệt ở các tỉnh khu vực miền Trung. Trạng thái nhiều mây và sương mù nhẹ rải rác chỉ còn diễn ra chủ yếu vào đêm và sáng, tập trung nhiều ở các tỉnh khu vực phía Bắc như là tại Thanh Hóa và Nghệ An. Còn đến trưa chiều thì bầu trời sẽ có nắng nhiều hơn, nâng nền nhiệt độ cao nhất ngày lên ngưỡng 23 đến 27 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 28 đến 30 độ ở các tỉnh phía Nam. Ngưỡng nhiệt độ này gần như là sẽ duy trì trong những ngày đầu năm mới này. Với những người dân miền Trung thì có lẽ kiểu thời tiết này sẽ khá là thuận lợi, ôn hòa và báo hiệu một năm mới mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn phát đạt. Tiếp tục đi sâu xuống phía Nam, để cảm nhận bầu không khí Tết ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong những ngày này, thời tiết khu vực vẫn khá là ổn định, phổ biến không mưa và ngày nắng. Cái nắng vàng càng khiến cho sắc mai vàng rực rỡ hơn. Những ngày này thì nền nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đạt ngưỡng 29 cho đến 31 độ, còn tại các tỉnh khu vực Nam Bộ phổ biến từ 30 cho đến 32 độ, riêng các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ thì lên đến 33 cho đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, 3 ngày tới thì gió tại vùng vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc cũng như là tại giữa Biển Đông chuyển dần sang hướng Đông Nam. Tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió nhẹ, thời tiết ít mưa, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi. Như vậy là trong những ngày Tết thì các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào đêm và sáng, có ban ngày trời khô ráo hơn, thời tiết trên đà ấm áp. Miền Trung phổ biến ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt độ tăng chậm. Tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết ít biến động, tiếp tục không mưa, ngày nắng và khô. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 2, tức 30 tháng Chạp của Đài truyền hình thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một năm Ất Mùi an khang và thịnh vượng.